ngày mới Vlog xin chào cả nhà, tiếp theo video phần trước. Nháy mắt đã đến ngày diễn ra hội võ đạo Vương Thành. Người báo danh Vương Thành võ đạo nhiều vô cùng, nhưng người có thể thông qua kiểm tra lại vô cùng ít ỏi, chỉ có 40 người. Có thể thấy được yêu cầu của Vương Thành võ đạo đại hội lần này là cao cỡ nào. Vị chấp sự dược ra đứng bên trên hô lớn, thành viên tổ giáp, bây giờ hãy đứng vào trung tâm đấu trường. Từ bên dưới một cái thiếu nữ bước lên tỷ võ đài. Nàng chính là lãnh U Lan, 15 tuổi, con gái của lãnh tướng quân. Bây giờ ta xin tuyên bố quy tắc vòng tỉ thí đầu tiên. Vòng sơ tuyển chia làm 8 tổ, mỗi tổ 5 người. Năm người đứng trên tỉ võ đài đồng thời hỗn chiến, chỉ cần ai đứng đến cuối cùng ở trên đấu trường thì đó chính là người thắng. Trầm Tường đâu rồi? Sao Trầm Tường không tới? Ngươi không nghe nói gì sao? Hôm qua Trầm Tường đã tiêu tư diệt Hắc Phong Bang, cái bọn đã làm đủ chuyện ác đấy. Hắc Phong Bang? Nhưng ta nghe nói tên bang chủ đó cũng có thực lực bát trọng cảnh, có khi nào lưỡng bại câu thương không? Rất có khả năng mấy hôm nay cũng không ai thấy hắn xuất hiện ở đan vương các nghe được lời bàn tán của người bên dưới lãnh u lan lẩm bẩm trầm tường đối phó một bọn hắc phong băng mà cũng cần tốn sức vậy sao xem ra ta đã đánh giá hắn quá cao dược ra chấp sự hô lớn trận đầu tiên của tổ giáp bắt đầu lãnh u lan lạnh giọng nói với bốn người còn lại cùng lên hết đi đừng lãng phí thời gian bốn võ giả còn lại mồ hôi lạnh thi nhau túa ra im thiên thích không có lên tiếng không dám à vậy thì để ta Lãnh U Lan quát lớn một tiếng, chủ động xuất thủ. Nàng ta thân pháp nhanh nhẹn hụt người xuống né tránh đòn tấn công của đối phương. Người thứ nhất, Lãnh U Lan đơn giản đem một tên đứng bên cạnh đánh ngã. Nàng ta không có ngừng lại phóng đến tấn công một tên đối thủ khác. Một cước đem đối phương đánh gục. Hai tên võ giả còn lại hô hào nhau, cùng nhau xử ả à đi. Được. Quá chậm. Lãnh U Lan nhào lộn né tránh gã đối thủ xông đến. Cút cho ta, không đến mấy giây lãnh u lan đem hai gã võ giả còn lại ném ra khỏi tỷ võ đài nhìn lãnh u lan một mình đứng trên lôi đài người vây xem khiếp sợ kinh hô giải giải quyết hết chỉ trong chớp mắt chật không hổ danh là lưu mị thân pháp của lãnh gia đó chính là con gái của lãnh tướng quân sao cô ta mới có nhiều tuổi chứ dược gia chấp sự nhanh chóng tuyên bố kết quả trận đấu người chiến thắng tổ giáp lãnh u lan lãnh u lan ánh mắt chán ghét nhìn mấy tên võ giả bị mình hạ gục một đám tạp nham thật vô nghĩa thành viên tổ ất chuẩn bị tỉ thí tổ ất bốn tên võ giả bước lên đài kháo nhau lẽ nào trầm tường sẽ không đến thật à vậy thì đáng tiếc quá ta đến đây vì hắn mà dược gia ngũ trưởng lão đứng một góc lầm bầm trầm tường thế mà chỉ vì cơn giận dữ nhất thời lại từ bỏ hội võ đạo lần này suy cho cùng cũng chỉ là một tên tiểu quỷ ngu dốt vị chấp sự dược gia hô lớn trầm tường đâu rồi ta gọi ba tiếng không thể ra trận thì ta sẽ phán thua cuộc ba hai một giọng nói bất ngờ vang lên ta ở đây nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trên tỷ võ đài bốn gã đối thủ hô lên trầm tường cuối cùng cũng đến rồi chỉ đợi mình ngươi thôi đấy ngũ trưởng lão dược ra sắc mặt xa sầm lại thế mà lại đến được trầm tường gãi đầu giải thích với chấp sự ta bị trì hoãn một lúc trên đường tới đây phiền ngươi nói lại quy tắc lần nữa à được rồi chấp sự đối với trầm tường giảng giải quy tắc chính là năm người trung tổ sẽ hỗn chiến trên đài người cuối cùng ở lại trên đài được tính là thăng cấp dược ra ngũ trưởng lão nghĩ bụng hừ cho dù hắn ăn may đánh thắng được khắc phong bang chủ thì cũng đã bị thương tích đầy mình rồi đến cuối cùng cũng sẽ không thoát khỏi kế hoạch của ta ta đã bỏ ra số tiền lớn để thuê mấy tên này nhất định phải hợp lực hạ gục trầm tường sau khi giảng giải quy tắc trận đấu với trầm tường một lượt vị chấp sự hô lớn vậy thì bắt đầu tỉ thí trầm tường đừng trách bọn ta không lưu tình trầm tường môi khẽ nhếch lên đến đi vừa dứt tiếng bốn tên nam tử đồng thời lao về phía trầm tường tốc độ cực nhanh Tên nào cũng ngưng tụ ra chân khí hùng hậu, trên bốn quyền đầu tần mát ra chân khí đáng sợ, mang theo sức mạnh khủng bố phảng phất có thể đánh nát một ngọn núi. Trầm tường đứng nguyên tại chỗ không né không tránh, chỉ thấy công kích mãnh liệt của bốn gã võ giả đụng vào trên thân thể Trầm tường, bùng nổ ra một trận sóng khí. Bốn tên võ giả mặt lộ vẻ khiếp sợ thật sâu, một đòn toàn lực của họ đánh vào trên người Trầm tường, giống như đá chìm xuống, biển lặng yên không một tiếng động biến mất. Đối phương chỉ dùng thân thể liền có thể chống đỡ đơn giản vậy sao? Một tên trong nhóm thốt lên, ngưng khí thành cường dược ra ngũ trưởng lão sắc mặt hiện vẻ khó tin hắn hắn thế mà lại không sai sau khi hấp thụ chân khí của hắc phong bang chủ ta đã thăng lên bát trọng cảnh các ngươi muốn tự đi xuống hay là phải để ta ra tay khóe miệng trầm tường hiện ra một tia sát ý rất là dọa dạ người đây là hắn tu luyện sát phạt chi tâm bên trong bạch hổ thần công dùng để áp lực tinh thần của đối thủ ta ta tự đi xuống ta cũng vậy trầm tường vừa nói xong bốn người kia lập tức trốn chạy bọn hắn đều bị cỗ giết chóc khủng bố kia của trầm tường bao phủ đã sớm bị hành hạ đến mất ý chí chiến đấu, không hề có ý niệm phản kháng. Từ đầu đến cuối, Trầm Tường không hề động thủ, liên dọa bốn người kia từ bỏ quyền chiến đấu, tiến vào vòng trong. Lãnh U Lan xoay người rời đi, tự nhận bản thân phán đoán sai lầm. Nàng ta có chút mong đợi được đối chiến cùng Trầm Tường trên lôi đài. Tiếp theo, tuyên bố danh sách tỉ thí vòng 2-3 ngày sau. Nhóm A, Lãnh U Lan đối chiến Tống Nam Minh. Tống Nam Minh, đương kim thái tử nam võ quốc ánh mắt dâm tiện liếc nhìn lãnh u lan ta không nỡ đả thương phu nhân tương lai u lan muội muội hay là muội nhận thua đi lãnh u lan lạnh giọng đừng vọng tưởng nữa gả cho loại người như ngươi linh hồn của phụ thân ta trên trời sẽ không đồng ý nhóm b trầm tường đối chiến dược thông đối thủ của trầm tường dĩ nhiên là con cháu dược gia hơn nữa hình như đối phương còn là huynh trưởng của dược thiên hoa thực lực phàm võ cảnh lục trọng dược thông liếc nhìn trầm tường trầm tường huynh ta nhất định phải thắng huynh thì sẽ không từ thủ đoạn trầm tường không nghĩ con cháu dược gia lại thẳng thắn đến vậy hắn cũng cười nói ngươi có khác với đám người dược gia kia không giả bộ chính nhân quân tử đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên trầm tường ngươi cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện trầm tường ngươi cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện ngươi trả lại mạng cho thiên hoa ca ca của ta trầm tường tung ra một cước đem cây thủy thủ trên tay đối phương đánh bay gã đệ tử dược ra mặt xanh mét nhìn thủy thủ từ trên cao rớt xuống trầm tường vươn tay chuẩn xác tóm lấy thanh thủy thủ ngươi là người của dược gia ngươi cầm chủy thủ tấn công ta phải sớm có giác ngộ bị đâm rồi trầm tường quát lớn một tiếng nhằm cổ đối phương chém tới dược thông bất ngờ đứng chắn trước người gã đệ tử dược gia hắn dùng tay đỡ lấy lưỡi chủy thủ sắc bén chém tới bài học này coi như ta thay dược thiên hoa dạy ngươi dược thông nhíu mày nói người của dược gia sẽ không để người ngoài dạy dỗ bọn ta tự xử lý nội bộ được nhìn bàn tay của dược thông máu chảy đầm đìa gã đệ tử dược gia khiếp sợ kinh hô dược thông ca, ca tay của huynh. Dược Thông phất tay, không liên quan đến ngươi, trở về cho ta." Tống Nam Minh liếc nhìn Lãnh U Lan, không ngờ người của Dược gia lại ngu xuẩn như vậy. Cho dù có đan dược chữa thương cũng không thể trị khỏi trong ba ngày được. "Bỏ đi, dù sao chiếm được ngôi đầu vẫn là ta." "U Lan muội muội, ba ngày sau chúng ta lại tới thảo luận về hôn lễ." Lãnh U Lan hừ lên một tiếng. "Hừ, nằm mơ." Trầm Tường hướng Dược Thông nói, "Nếu đã vậy, lần này ta không tính toán với tên kia nữa, như lần sau sẽ không nể tình đâu." Dược Thông mỉm cười, vậy ba ngày sau gặp, Trầm Tường huynh. Nhìn theo bóng lưng Trầm Tường rời đi, ánh mắt Dược Thông tự cái độc xà đang ngắm nghía con mồi. Thiên Hoa đệ đệ, vì huynh sẽ sớm trả thù cho đệ. Trầm Tường quay trở về lại Đan Vương Các. Trực giác nói cho hắn biết Dược Thông kia cảm giác có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là gì thì không nói rõ được. Trầm Tường bất chợt hai mắt mở lớn nhìn về phía trước. Chắn trước Đan Vương Các là mấy người lạ mặt, cầm đầu là một cái lão già. Trầm Tường cảm nhận được từ trên đám người đối phương tỏa ra chân khí cực kỳ thuần khiết. Trầm Tường hướng mấy người lạ mặt dò hỏi, "Các vị, chắc là không phải người phàm tục trong thế giới này?" Lão nhân cầm đầu nhóm người không vội đáp lời Trầm Tường, hỏi lại, "Xem ra ngươi chính là Trầm Tường." "Ta tên là Trầm Phúc Vinh, 50 năm trước rời khỏi Trầm gia bước vào môn phái võ đạo, tính ra cũng là tổ tiên của ngươi." Trầm Tường mặt nghệt ra, tại sao lại xuất hiện một ông tổ tiên ở đây? Nhưng mà cũng không phải là chuyện xấu, trước mắt một trận đại chiến với dược gia là không thể thiếu nói không chừng người trầm gia trong môn phái võ đạo này là trở về giúp đỡ trầm phúc vinh lạnh nhạt lên tiếng lần này ta tới tìm ngươi chỉ vì một chuyện trầm tường sốt sáng mở miệng tiền bối có yêu cầu gì cứ việc nói cây quải trượng trong tay trầm phúc vinh cắm mạnh xuống đất lão ta ánh mắt giận dữ nhìn trầm tường bây giờ đi xin lỗi dược ra đừng có gây thêm phiền toái nữa khiến sự việc càng thêm nghiêm trọng nghe được những gì vừa nghe được trầm tường ánh mắt khó tin nhìn trầm phúc vinh trầm tiền bối ông nói gì vậy Trầm Phúc Vinh lạnh lùng mở miệng, "Những năm ta ở môn phái võ đạo, người của Dược gia đã giúp đỡ không ít, các ngươi lại dám kết thù với Dược gia." Trầm Lộc Tông bất ngờ từ bên trong Đan Vương các bước ra, nói thẳng mặt Trầm Phúc Vinh, "Loại người như ngươi, có tư cách gì tự xưng là người Trầm gia?" "Cái loại người bợ đít kẻ thù như ngươi, không tự soi mặt vào mông mình đi, có tư cách gì tự xưng là người Trầm gia? Ngươi xứng đáng với liệt tổ Liệt tông đã mất của Trầm gia sao?" Trầm Phúc Vinh trừng mắt, "Tóm lại ta đã nhắc nhở các ngươi rồi, năng lực của Dược gia lớn hơn những gì các ngươi nghĩ." kỳ thực mà nói tốt nhất là đi xin lỗi dược gia cũng là tốt cho các người nói xong lời này trầm phúc vinh dẫn theo mấy người phía sau rời đi nhìn theo hướng mấy người trầm phúc vinh rời đi trầm lộc tông nhịn không được mắng ra môn bất hạnh mà không ngờ cái tên này chịu một chút ân huệ của dược gia lại dám trở mặt đối phó người nhà trầm tường không nhịn được hỏi trầm lộc tông thúc tổ đệ tử của đại môn phái đều như vậy sao trầm lộc tông lắc đầu giải thích theo như suy đoán của ông mấy tên kia cùng lắm là đệ tử ngoại môn trầm phúc vinh kia cũng chỉ là địa vị cao hơn chút. Người thật sự lợi hại đều là đệ tử nội môn hoặc chân truyền, môn phái võ đạo. Càng ngày càng tò mò quá. Cảnh phim chuyển đến phòng của Trầm Tường, hắn lúc này mồ hôi nhễ nhại, cả người run rẩy, Mị Dao tỉ tỉ, ta thật sự không được. Tô Mị Dao ngồi trên lưng Trầm Tường, lắc đầu nói, không được, người ta còn muốn mà. Trầm Tường cõng theo Tô Mị Dao trên lưng, gắng sức chống đẩy, 3966. 3967 bạch u u lười biếng ngồi một bên muốn nắm được thú hóa trước tiên phải dốc hết khí lực toàn thân nếu không phải mị giao có tăng 300 quân pháp khí ngươi muốn đạt bước này trái lại càng lâu tô mị giao mỉm cười nói tiểu đệ đệ không ép khô người ta sẽ không thả ngươi đi được đâu dưới sự đốc thúc giám sát của mị giao cùng u u trầm tường chỉ đành kiên trì rèn luyện thể lực bốn 754 bảy trăm năm mươi nhìn trầm tường thở không ra hơi nằm vật ra sàn nhà tô mị giao hài lòng lên tiếng cũng được rồi nên tiến hành bước thứ hai rồi Bước thứ hai của thú hóa chính là tiến vào thần thức. Chống lại thú hình được hình thành bởi sự ngưng tụ. Tưởng tượng ngươi muốn chân khí thú hóa, chọn một loại trong tứ tượng thần công mà ta đã dạy ngươi. Trầm Tường không cần suy nghĩ đáp, chân khí bạch hổ là cách tiến công chính của ta hiện giờ, vậy thì chọn nó đi. Cảnh phim chuyển đến bên trong thế giới tinh thần của Trầm Tường. Hư ảnh một tôn bạch hổ khổng lồ xuất hiện trước mắt Trầm Tường. Tô Mị giao hối thúc, đánh bại được nó, ngươi sẽ nắm được bạch hổ thú hóa thật sự. Còn có thể mượn quán thông chân khí thi triển pháp thuật kim hệ cấp cao hơn. Trầm tường mày nhíu lại nói, nhưng mà Mỹ Giao Tỷ, ta còn có một vấn đề. Không phải nói đánh bạch hổ, tại sao vẫn còn một con, đó là huyền vũ. Trong khi nói chuyện, trầm tường hướng mắt nhìn về con hung thú hình thể kỳ dị xuất hiện trước mắt. Tô Mỹ Giao gật nhẹ đầu xác nhận, ừm, là huyền vũ đấy. Trầm tường mặt có chút tái, đơn giản như vậy sao? Tỷ không thấy nên giải thích thêm chút gì sao? Bởi vì trong người ngươi có bốn loại chân khí, có lẽ chân khí huyền vũ cũng bị triệu hoán nếu như ngươi có thể đánh bại chúng thì sẽ đạt được hai loại thú hóa nhìn hai con thần thú không mấy thân thiện trước mắt trầm tường hỏi lại vậy nếu như không thể đánh bại cùng lúc tô mị giao đơn giản như đang dẫn nói ừm vậy thì trong hiện thực ngươi sẽ bị sức mạnh chân khí chi phối từ đó hoàn toàn mất đi chính mình dù sao tứ tượng thần công cũng khá đặc biệt trình độ nguy hiểm của thú hóa cũng vượt xa công pháp bình thường trầm tường khóc không ra nước mắt quát sao đến bây giờ mới nói chứ ngay lúc này bạch hổ trùng đến tấn công trầm tường Huyền Vũ cùng lúc liên thủ cùng Bạch Hổ, Nhằm phía Trầm Tường áp đến. Tô Mị giao trước khi xoay người rời đi, cười cười nói, ta tin tưởng tiểu đệ đệ ngươi, nhất định có thể thành công. Trầm Tường gào lên, ta tin tưởng tỷ cái quỷ di sắp có chuyện rồi. Cảnh phim quay trở lại ngày tỷ thí, chấp sự đứng trên lôi đài hô lớn, võ đạo hội vương thành, vòng tỷ thí thứ hai chính thức bắt đầu. Ông ta phất tay mời Trầm Tường cùng Dược Thông lên lôi đài. Cuộc chiến này sẽ không giới hạn quy tắc nào, ai trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng nhìn cánh tay của dược thông bị thương vẫn còn chưa bình phục trầm tường đưa tay vào trong người lấy ra một vật cái này cho ngươi trong khi nói chuyện trầm tường đem túi đan dược ném về phía dược thông dược thông đưa tay bắt lấy túi đan dược trầm tường lạnh nhạt giải thích vết thương trên tay ngươi hôm trước có chân khí của ta thêm vào nếu không có đan dược do ta tự chế rất khó có thể hồi phục hoàn toàn ăn đi đỡ phải nói ta thắng không công bằng hóa ra là vậy ta tin nhân phẩm của trầm tường huynh tuyệt đối sẽ không hạ độc vào trong đan dược. Dược thông không chút ngần ngại đem viên đan dược bỏ vào miệng nuốt xuống. Như nếu đã thế, ta vẫn sẽ nói như lúc trước, sẽ không từ thủ đoạn, dốc toàn lực xông lên. Dược thông đem vải trên cánh tay tháo xuống, không ai để ý đến một luồng khí vụ lan tỏa ra trong không khí. Trầm tường toàn thân bùng nổ chân khí, quát lớn, vậy thì tới đi. Khán giả bên dưới bàn tán xôn xao, dược ra điên rồi sao, lại để một dược thông thất trọng cảnh đối phó trầm tường. Tên này vẫn khí quả thật dám thối, vậy mà rút chúng trầm tường. Ai đó nhịn không được phản ứng, vận khí cái khỉ gì, ai mà không biết dược gia và người tổ chức võ hội có câu kết với nhau. Nói không chừng trên người dược thông có bí mật. Phù quang lược ảnh. Trầm tường cười nhạt, lại là chiêu bài tuyệt kỹ của dược gia, có tiến bộ so với dược thiên hoa kia. Vậy thì để ta dùng chiêu này, cảm nhận uy lực của thú hóa đi. Đột nhiên, trầm tường sắc mặt đại biến, thời điểm này cả người hắn mềm nhũn, không sử dụng được khí lực, ngay cả chân khí cũng không thể điều động, điều này làm cho trong lòng hắn hoảng hốt không ngớt dược thông sắc mặt dữ tợn xông đến trước mắt trầm tường một quyền này coi như là ta thay thiên hoa trả lại ngươi đang khi nói chuyện một quyền của hắn oanh kích lên người trầm tường ăn phải một quyền của dược thông trầm tường cả người văng ra sau miệng thổ huyết chứng kiến một màn vừa rồi người vây xem bên dưới kinh hô xảy ra chuyện gì vậy trầm tường tại sao lại bất động ta đã nói dược ra có gì đó kỳ quái mà trầm tường ánh mắt phẫn nộ nhìn dược thông khí độc ngươi dùng khí độc phong ấn kinh mạch của ta khiến ta không thể điều động chân khí dược thông không chút xấu hổ thừa nhận không sai đây là tuyệt kỹ độc môn của dược thông ta phong khí thông qua sơ bộ cảm nhận chân khí đối phương phối trước độc tố tương ứng khi chiến đấu có thể khiến đối phương không thể điều động chân khí trầm tường giang nghiến chặt nói nhưng ngươi từ lúc nào chạm được chân khí của ta hắn chợt nhớ đến mấy ngày trước tên dược thông này chủ động thay gã đồng tộc nhận lấy một sao nhát đao kia là ngươi cố ý nhận chính là để nắm trước được hướng chảy chân khí của ta. Nói với ngươi một điều nữa, không những một đao kia là do ta bày ra, mà ngay cả đứa trẻ xông lên đâm người cũng đều nằm trong kế hoạch của ta. Dược Thông điên cuồng vung quyền công kích Trầm Tường. Dược Thông hóa ra sớm đã tính kế Trầm Tường, đối mặt với thiếu niên kia, Trầm Tường ngươi tuyệt đối sẽ không giết tận. Cho nên ta mới dám dùng tay không đỡ lại nhát dao đó từ ngươi. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của ta. Cho nên ta mới nói, ta sẽ không từ thủ đoạn để thắng ngươi không cách nào điều động chân khí, trầm tường cả người vô lực bị dược thông đánh văng ra sau. Quả nhiên vẫn đánh giá cao dược ra các ngươi, một đám bỉ ổi đê tiện. Biết được bí mật của ta đều phải chết. Dược thông hung ác quát lớn một tiếng, tay cầm ngọn chủy thủ nhằm phía trầm tường lao tới. Mọi người xem, dược thông rút đao rồi, thế không phải phạm quy sao? Này, phạm quy các người không thấy sao? Mặc cho người xung quanh hò hét, đám chấp sự quản lý trận đấu vẫn vờ như không có chuyện gì phát sinh. Dược gia ngũ trưởng lão hừ lạnh, nói, Ừ, một đám tiện dân. May mà kế sách của thông nhi có hiệu quả. Chết cho ta! Dược thông quát một tiếng chói tai, vũ khí trong tay nhằm ngực trầm tường đâm xuống. Ngay lúc này dị biến phát sinh, trước người trầm tường dựng lên một cái quang cháo phòng hộ ngăn lại một dao của dược thông. Trầm tường miệng hô lớn, tịnh, hắn vậy mà đem chất độc trong người bước ra. Dược thông khiếp sợ kinh hô, ngươi, ngươi tại sao? Trầm tường nhàn nhạt, nhạt mở miệng, rất kỳ lạ sao? Bị ta dùng thuật tịnh trình của chân khí hệ thủy giải trừ độc tố cũng may có quán thông chân khí hệ thủy mà Huyền Vũ tặng ta, nếu không chỉ dựa vào mỗi ta không thể thi triển ra được. Đương nhiên, nếu như ngươi hỏi tại sao dùng thú hóa thứ hai, vậy ta chỉ có thể nói với ngươi, đây là ngoài ý muốn. Dược Thông sắc mặt khó coi, "Không, chuyện này không thể nào, không thể nào." Trầm tương ánh mắt lấp lóe sắc khí hướng đối phương nhìn tới, "Bây giờ, tới lượt của ta rồi." Dược Thông vội vàng hô lớn, "Nhận thua, ta nhận thua." "Hay, ngươi lúc nãy muốn giết ta, nhưng ta sẽ tha cho ngươi không chết." dược thông miệng hét thảm lên một tiếng chiêu vừa rồi của trầm tường đã đem đan điền của hắn đánh nát dược gia ngũ trưởng lão vội xông lên tỷ võ đài dược nhi ngươi không sao chứ dược thông ánh mắt muốn giết người nhìn trầm tường kinh mạch kinh mạch của ta bị phế rồi dược gia ngũ trưởng lão giận dữ gầm lên trầm tường ngươi phá hoại quy tắc tỷ võ thì phải xóa tên khỏi võ đạo hội người đâu lôi hắn xuống cho ta hoa nguyệt vân lúc này lên tiếng ngũ trưởng lão ông là muốn dựa vào một quyết sách hủy hoại danh dự của dược gia và công bằng của võ đạo hội sao nếu võ đạo hội trở thành trò cười hoàng gia cũng sẽ không can tâm thỏa hiệp dược gia ngũ trưởng lão ánh mắt căm tức nhìn hoa nguyệt vân nữ nhân này người xung quanh cười nói ha ha già trẻ lớn bé của dược gia đều không biết xấu hổ ta thấy dược gia sụp đổ rồi đúng vậy chẳng trách bị trầm công tử người ta phản công bị ánh mắt của người xung quanh đổ dồn gã chấp sự buộc lòng tuyên bố trầm tường chiến thắng bước vào vòng chung kết ngũ trưởng lão sắc mặt xấu xí tuyên bố dược ra tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ một người nào của trầm gia các người trầm tường lạnh nhạt mở miệng ông đoán xem tại sao ta lại giữ lại một mạng cho dược thông ta muốn hắn tận mắt thấy gia tộc của hắn bị tiêu diệt như thế nào dược ra ngũ trưởng lão gầm lên ngươi nói gì cảnh phim chuyển đến bên ngoài lôi đài tỷ võ hoa nguyệt vân mỉm cười nói trầm công tử lần này ta tới là để từ biệt huynh từ biệt hoa nguyệt vân gật nhẹ đầu ừm ta phải về đan hương đảo viên rồi sao vậy lo không có được người ta à hoa nguyệt vân mị nhãn nhìn trầm tường cố gắng thuyết phục bây giờ về cùng ta người ta chẳng phải vẫn là nha đầu của huynh trầm tường lắc đầu không cần nói nữa ta đã nói phải đi thái võ môn chỉ là có chút đột ngột mà thôi hoa nguyệt vân bộ dáng ủ rũ được rồi trầm tường hướng hoa nguyệt vân nói yên tâm trang chủ kỳ tiếp theo ta đã xử lý ổn thỏa hợp tác với đan vương các không thay đổi có cơ hội ta sẽ tới đan hương đảo viên thăm cô hoa nguyệt vân buồn bực nói Miệng lưỡi nam nhân không thể tin được, huynh ngay cả tên ta còn không biết thì tìm ta thế nào được. Nghe được lời này, Trầm Tường thắc mắc, cô không phải tên là Hoa Nguyệt Vân sao? Theo quy tắc, trang chủ mỗi nhiệm kỳ đều gọi là Hoa Nguyệt Vân, còn về tên thật của người ta. Hoa Nguyệt Vân nhất thời im lặng mặt áp sát mặt Trầm Tường. Trầm Tường xấu hổ đỏ mặt, hắn quả thật khó kiềm lòng trước nữ nhân xinh đẹp này. Ngay khi Trầm Tường muốn hôn lên môi người đẹp, Hoa Nguyệt Vân mỉm cười cản lại, "Thì đợi đến lúc huynh tới tìm ta, phí công một chút đi." cứ như vậy hoa nguyệt vân tạm biệt trầm tường rời khỏi vương thành quay trở về đan hương đảo nguyên tô mị giao bắt quái lên tiếng đáng tiếc tiểu đệ đệ ta thấy công phu của nha đầu không kém đâu nếu ngươi thật sự ăn nàng ta cộng với ma công song tu của sư tỷ có thể bớt được mười mấy năm phần đầu đấy trầm tường buồn bực phản bác mị giao tỷ suy nghĩ này của tỷ nguy hiểm quá tiếng của chấp sự võ hội vọng ra bên ngoài trận đấu vòng thứ hai nhóm b lãnh u lan tống nam minh lên võ đài trầm tường vội vàng chạy vào vừa hay hắn có thể xem bọn họ giao thủ hôm nay là lãnh u lan cùng tống nam minh luận võ một người là thái tử một người là nữ nhi của tướng quân thực lực hai người đều là phàm võ cảnh tầng 7, trận chiến này quả thực khiến người xem chờ mong khi trầm tường chạy vào bên trong lãnh u lan cùng tống nam minh trên lôi đài đã giao chiến kịch liệt trầm tường vô tình nghe được một chuyện các ngươi nghe nói hay chưa tống thái tử từng cầu hôn lãnh u lan nhưng lãnh u lan cự tuyệt hơn nữa bởi vì thái tử động thủ cước nên nàng ta căm hận giáo huấn một trận ra trò người bên cạnh cười nói biết nghe nói lãnh u lan còn đạp một cước ở phía dưới của tống thái tử phế bỏ mệnh căn của hắn sau đó dùng rất nhiều linh tệ mới mua được linh dược tốt chữa trị nhưng không thể trở lại như cũ chỉ có thể giúp hắn thoát nước cứu thân mà thôi ha ha lần này có kịch hay xem rồi có điều đó là lúc lãnh tướng quân còn sống bây giờ nàng ta không có chỗ nương tựa e là kiêu ngạo không nổi mặc kệ chúng ta xem kịch là được phía bên dưới lãnh u lan hóa thành một bóng đen lướt bay trên tỷ võ đài loại khinh công tuyệt diệu này là sở trường của nàng đồng thời bản thân nắm giữ băng hỏa song mạch có thể dung hòa băng hỏa chân khí vào nhau ngưng tụ ra một loại chân khí mới cường đại mà quỷ dị tô mị giao vừa liếc mắt đã nhận ra nha đầu này thế mà lại là băng hỏa song mạch đúng là hiếm thấy quan sát diễn biến trận chiến thực lực của tống nam minh không tồi nhưng so với lãnh u lan thì kém hơn nhiều tuy rằng tống nam minh có thể chống đỡ nhưng chân khí của lãnh u lan đối với hắn có ảnh hưởng không nhỏ mà hắn lại không có cách nào công kích lãnh u lan bởi vì tốc độ của nàng ta quá nhanh tô mị giao cảm thán có điều đáng tiếc công pháp quá kém, không thể phát huy hiệu quả của chân khí băng hỏa. Nếu không thái tử kia không trụ nổi hai chiêu. Tống Nam Minh không có cách nào công kích được Lãnh U Lan, không khỏi cam tức, hắn biết còn tiếp tục như thế này, bản thân nhất định sẽ thua trận. Vậy thì đừng trách ta. Trong tay Tống Nam Minh xuất hiện ba đạo băng châm trong suốt. Tống Nam Minh phất tay đem ba đạo băng châm đánh về phía Lãnh U Lan. Còn chưa kịp phản ứng, ba đạo băng châm đã đâm vào bụng Lãnh U Lan. Hự lên một tiếng, Lãnh U Lan ánh mắt giận dữ nhìn Tống Nam Minh cút cho ta tống nam minh cười gần cất bước đi tới trước mặt lãnh u lan bắt đùi ngưng tụ chân khí nhằm lãnh u lan tung ra một cước lãnh u lan đau đớn kêu lên một tiếng nhưng nàng vẫn có thể vững vàng đứng lại một tay ôm lấy bụng tiểu nhân bị ổi đê tiện vậy mà dùng ám khí lãnh u lan hàm răng cắn chặt hai mắt tràn đầy oán hận tựa hồ muốn đem tống nam minh ăn tươi uống sống tống nam minh cười lạnh tài nghệ ngươi không bằng người lại mắng ta đê tiện kiêu ngạo cái gì hay là muội lấy ra cho mọi người xem xem trầm tường nhịn không được mắng là băng châm thái tử này đúng là không biết xấu hổ tống nam minh đắc ý hô lớn không lấy ra được vậy thì ta thắng lãnh u lan mắt phượng nhìn tống nam minh chăm chăm tên kia quả nhiên nham hiểm băng châm sớm đã hòa tan trong cơ thể nàng sao có thể lấy ra bằng chứng do hắn ám toán nhận thấy lãnh u lan vô lực tái chiến chấp sự tuyên bố vòng thứ hai trận b tống nam minh thắng thành công đặt chân vào vòng chung kết tô mị giao hối thúc trầm tường mau đi giúp nhà đầu kia lãnh u lan đang khó nhọc bước xuống đài tỷ võ chợt từ phía sau vang lên tiếng nam nhân lãnh tiểu thư khoan đã trầm tường đi tới trong tay cầm một túi nhỏ đan dược trầm giọng nói băng châm kia ta nhìn thấy rồi cẩn thận có độc để đề phòng bất chắc hãy ăn viên vạn hóa đan này lãnh u lan cắn môi một cái thấp giọng nói đa tạ trầm công tử lãnh u lan vừa nhận lấy viên đan dược từ tay trầm tường cơ thể nàng chợt lảo đảo muốn ngã xuống trầm tường nhanh tay đỡ lấy lên tiếng độc này e là không nhẹ lãnh tiểu thư xin mời đến vạn vương các kiểm tra kỹ hơn biết tình hình cơ thể hiện giờ có thể gặp nguy hiểm lãnh u lan gật nhẹ đầu đồng ý vậy được rồi cảnh phim chuyển đến đan vương các mạnh bá đan vương sau khi kiểm tra cho lãnh u lan thành công đem băng châm bước lui độc này rất mạnh nếu không kịp thời loại bỏ nhất định sẽ đả thương tới kinh mạch có điều yên tâm ta đã dùng thượng phẩm bạch tâm đan giúp cô loại bỏ rồi nghe được lời này lãnh u lan cảm kích đa tạ đan vương còn có viên kim linh quả này Cô cũng đem theo luôn đi. Trong khi nói chuyện, Trầm Tường đưa một cái kim linh quả cho Lãnh U Lan. Mạnh bà không muốn làm bóng đèn, cười hắc hắc nói, "Hắc hắc, các người nói chuyện đi." Lãnh U Lan ngẩn người nhìn thứ trong tay Trầm Tường, kim linh quả. "Trầm công tử, tại sao lại giúp ta như vậy?" Lãnh U Lan ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Tường. Trầm Tường mỉm cười nói, "Cô là băng hỏa song mạch đúng không? Thiên phú như thế không thể chôn vùi ở đây được. Trong tám đại môn phái, cô có cơ hội đi Thái Vũ môn." dùng cái này đổi lấy tư chất kiểm tra đi ta tin cô có thể vượt qua trầm đại ca lãnh u lan cổ họng nghẹn lại nói không thành lời đôi mắt nhất thời ướt át trầm đại ca nếu như không chê hy vọng có thể kết thành huynh muội cùng u lan trầm tường không cần suy nghĩ hào hứng đáp ta đương nhiên có thể tô mị giao muốn cản mà không kịp tên ngốc này đồng ý rồi chẳng phải là rất nhanh một cái hương án kết bái được trầm tường phái người bày lên trầm tường cùng lãnh u lan kết bái huynh muội lãnh u lan hướng trầm tường nói ca ca ân oán giữa huynh và dược gia vẫn chưa giải quyết chi bằng ta ở lại đây giúp huynh trầm tường trấn an yên tâm trầm ra bọn ta đối phó được cơ thể của muội quan trọng hơn trận tiếp theo ta sẽ dạy dỗ tên thái tử kia cẩn thận sáng ngày hôm sau tại tỷ võ đài hội võ đạo chấp sự hô lớn vòng chung kết trầm tường đối chiến cùng tống nam minh mời hai người tiến lên tỷ võ đài tống nam minh vừa lên lôi đài đã bắt đầu mõm nếu ngươi không muốn chịu khổ bây giờ đầu hàng còn kịp đấy trầm tường cất giọng châm chọc đường đường là hoàng thất lại dựa vào băng châm đánh lén loại thủ đoạn hèn hạ này còn chưa đủ mất mặt sao tống nam minh thạnh quá hóa giận hét ầm lên ngươi nói gì bớt ở đây ngậm máu phun người vậy ta sẽ dùng bí truyền võ học của hoàng thất nam võ cổ võ của rồng để đánh bại ngươi tống nam minh vừa dứt lời cả người đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức kỳ lạ trầm tương mắt lộ vẻ khó tin long võ tại sao phương thức chân khí lưu chuyển và chân khí thanh long lại có chút tương tự nhau tô mị giao truyền âm nhắc nhở trầm tường cố gắng học đi đây chính là thượng cổ võ học chân chính bị thất truyền do chân long tạo ra nói trắng ra tứ tượng chân khí cũng chỉ là mô phỏng được vậy ta ăn một quyền của hắn thử xem long cương quyền tống nam minh quát lớn một tiếng nhằm phía trầm tường đánh tới trầm tường thả ra thần thức cường đại mà vô hình kia của mình bao phủ ở trên người tống nam minh hắn có thể rõ ràng cảm ứng được phương thức lưu truyền chân khí trong cơ thể tống nam minh đồng thời hắn nhanh chóng ghi nhớ sau đó làm cho chân khí của mình cũng dựa theo phương thức kia lưu động theo cương khí màu vàng va và chạm đến tống nam minh xuất hiện ở trước mặt trầm tường song quyền nhanh chóng đánh ra mà làm cho mọi người há hốc mùng không phải tống nam minh thi triển long vũ mà là trầm tường dĩ nhiên lấy quyền đối quyền dùng nắm đấm của mình chống lại tống nam minh tống nam minh âm thầm chấn kinh tại sao chân khí của hắn lại mạnh như vậy kim long chân khí của ta cũng không thể áp chế đột nhiên trầm tường cười lạnh thượng cổ võ học bị ngươi dùng như này đúng là nhục nhã xem ta đây long võ này là thích hợp chân khí kim thuộc tính sử dụng mà chân khí kim thuộc tính của trầm tường đối ứng bạch hổ bạch hổ chân khí của hắn bí mật mang theo sát ý lúc này bị hắn thông qua long võ thi triển ra bên trong khí thế chẳng những có sắc khí bức người còn có một cỗ uy thế bễ nghĩa thiên hạ phảng phất duy ngã độc tôn ta cũng không cần dùng thú hóa ức hiếp ngươi vừa hay lấy long võ mới học được luyện tay xem tống nam minh hai mắt mở lớn mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn trầm tường sao có thể long võ chỉ có nhân tài kế thừa long huyết như bọn ta mới có thể nắm giữ ngươi dựa vào cái gì tống nam minh sợ ngây người vừa ước ao vừa căm hận hắn biết trầm tường có thể phát huy ra uy lực của long võ để hắn thấy được sức mạnh khủng bố như vậy nhưng hắn không thể đạt đến trình độ như trầm tường hoàng thất nam võ ta mới là con của chân long trầm tường đừng có trách ta băng phách ngân trong ngàn năm chỉ thấy tay tống nam minh đột nhiên vung lên chừng 10 cái băng châm bé nhỏ phóng vọt về phía trầm tường trầm tường khinh miệt mắng đê tiện thì mãi là đê tiện thần thức bản thân hắn cường đại đến mức nào tất cả động tĩnh bốn phía đều ở trong lòng bàn tay cho dù băng châm bé nhỏ bay vụt tới hắn cũng có thể nhìn rõ bằng mắt thường trầm tường tay vung ra chỉ thấy một bức tường hỏa diễm xuất hiện trước người băng châm va chạm cùng bức tường hỏa diễm bị nung nóng thành dịch thủy bốc hơi trong nháy mắt tống nam minh khó tin kinh hô sao lại thế đây là thứ phụ hoàng đặc biệt xin cho ta cao thủ cửu trọng cảnh đều không thể phản kháng trầm tường lạnh giọng quát não có vấn đề sao hỏa diễm của chân khí ngay cả huyền thiết ngàn năm cũng có thể tan chảy huống hỗ là băng châm nhỏ nhoi đây là người tự chuốc long cương quyền trầm tường quát lớn một tiếng song quyền đập mạnh lên người tống nam minh tống nam minh vẫn chìm đắm ở bên trong kinh ngạc vì trầm tường có thể tránh thoát kim thép kia đã bị long cương quyền như mưa bao phủ lại chỉ là trong nháy mắt khắp toàn thân gã liền bị hơn trăm lần trọng quyền công kích lên thân thể thân thể huyết nhục của tống nam minh gặp phải công kích hung mãnh như vậy xương cốt kinh mạch toàn thân đều bạo liệt thắng người thắng là trầm tường thế này cũng khủng khiếp quá một quyền kia của trầm tường e là đã vượt qua uy lực của cửu trọng cảnh trên quảng trường tiếng người kêu to sợ hãi vang lên tống thái tử mới vừa rồi còn ngọc thụ lâm phong ngạo khí bức người bây giờ nào còn nhìn ra hình người thấy gã chấp sự đứng ngẩn ra trầm tường nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nếu ta đã thắng rồi vậy đưa chân nguyên đan cho ta đi không được một tiếng quát đầy giận dữ vang lên trầm phúc vinh xuất hiện trên đài tỷ võ trừng mắt quát trầm tường ngươi đã giết chết dược thiên hoa giết chết trưởng lão của dược gia ngươi giết chết người của thế lực chủ sự võ đạo hội ngươi không thể đạt được phần thưởng người thắng cuộc hôm nay ta phải thay dược gia đòi lại công đạo phản đồ trầm gia sớm biết ngươi sẽ tới mà nói ta giết người chứng cứ đâu trầm tương hờ hững nhìn trầm phúc vinh chỉ bằng quan hệ của hắn hiện giờ cùng dược gia cho dù bị vạch trần cũng không có cái gì ngược lại trầm gia cùng dược gia khai chiến đó là vấn đề sớm hay muộn mà thôi trầm phúc vinh cười lạnh nói đương nhiên là có bọn ta đã dùng bí pháp cổ xưa thu thập linh hồn còn sót lại của dược thiên hoa chư vị có mặt tại đây cùng nghe đi nói xong trầm phúc vinh lấy ra một tấm giấy vàng to bằng lòng bàn tay mặt trên tấm giấy phác họa rất nhiều đồ văn chỉ thấy trầm phúc vinh miệng lầm rầm niệm chú ngữ rót chân khí vào bên trong tấm linh phù kia phù văn trên lá bùa nhất thời sáng lên sau đó mọi người liền nghe một đạo âm thanh sờn tóc gáy là trầm tường giết bọn ta là trầm tường giết bọn ta tộc trưởng ngài phải báo thù thay cho bọn ta đấy âm thanh của dược thiên hoa phảng phất từ chốn cửu u chi địa vọng về vô cùng khủng bố tràn ngập oán hận, khiến người nghe lạnh dọc sống lưng. Một trung niên nhân hình dạng cùng Dược Thiên Hoa giống nhau đến mấy phần nhảy ra, điên cuồng hét lên, trầm tường. Ngươi còn gì để nói không? Lão ta chính là Dược gia tộc trưởng, Dược Hùng. Vậy thì sao chứ? Chỉ nói ta làm thì tính cái gì? Trầm tường cười lạnh, thân hình hơi động, lắc mình đi tới bên cạnh Dược gia ngũ trưởng lão. Tuy ngũ trưởng lão Dược gia có thể cảm giác được có người áp sát, nhưng lại không kịp phản kháng, bởi vì tốc độ của Trầm tường quá nhanh, đơn giản đem chân khí phòng hộ của lão đánh tan ngũ trưởng lão dược ra sợ mất mật gào lên ngươi 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 muốn làm gì để cho người dược ra các ngươi nói nhiều một chút mục đích của trầm tường khi chế trụ ngũ trưởng lão dược ra rất đơn giản hắn chỉ là muốn ở trên người lão già này thi triển ma công mà bạch u u dạy cho hắn chính là khống chế tinh thần khiến người ta nói ra sự thật lúc này trầm tường rót một cỗ thần thức vào trong đầu ngũ trưởng lão dược ra thôi thúc ma công làm cho ngũ trưởng lão thần thức dạy ra trầm tường lớn tiếng tra hỏi ta hỏi ngươi có phải rực ra các ngươi phái sát thủ ám sát con cháu của các đại gia tộc không? Đúng, Dược gia Ngũ trưởng lão ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Trầm tường tiếp tục hỏi, tại sao? Dược gia Ngũ trưởng lão đáp, Trầm gia ngày càng lớn mạnh, điều này sẽ uy hiếp tới Dược gia. Cho nên bọn ta nhân lúc con cháu các đại gia tộc tham gia yến tiệc phái người đến ám sát. Như vậy, bọn họ sẽ ôm hận Trầm gia. Điều Dược gia muốn chính là kết quả này. Những câu nói của Dược gia Ngũ trưởng lão làm cho Dược Hùng cả người run lên vì giận dữ trầm tường hướng các phương thế lực xung quanh nói chư vị nghe rồi chứ đây chính là chuyện bị ổi mà dược gia đã làm nghe chính miệng trưởng lão dược gia thừa nhận người xung quanh vang lên tiếng mắng chửi con mẹ nó dược gia quả nhiên còn thâm độc hơn so với tưởng tượng đồ đê tiện vô sỉ vậy làm sao đây những quý tộc quan lớn này ai mới là người tốt dược hùng phẫn nộ ngập trời giận dữ gầm lên trầm tường ngươi đến cùng dùng yêu thuật gì không chế dược gia ngũ trưởng lão trầm tường ngươi ức hiếp người quá đáng giết người rồi còn muốn làm nhục danh tiếng của dược gia chúng ta ta nhất định phải giết người tại đây. Dư Khung chỉ tay về phía trầm tường hạ lệnh tất cả mọi người toàn lực vây giết trầm tường. Nhận được lệnh đám người dược ra đằng đằng sát khí lao về phía trầm tường. Trầm Phúc Vinh thừa cơ ném đá xuống giếng hôm nay ta coi như thanh lý môn hộ vì trầm ra, lên cho ta. Mấy tên thuộc hạ của trầm Phúc Vinh cùng lúc mang theo vũ khí xông về phía trầm tường. Trầm tường không chút hoảng loạn đứng yên tại chỗ. Trầm Thiên Hổ đột nhiên phóng lên tỷ võ đài. Ông ta chừng mắt quát trầm Phúc Vinh tên phản đồ khi nào đến lượt người thay mặt trầm ra nói chuyện thế không lại có một tảng cự thạch nhằm phía mấy người trầm phúc vinh giáng xuống khói bụi lắng xuống mấy đạo nhân ảnh từ từ hiện ra trước mắt mọi người trầm hàn phàm cười lạnh tuyên bố hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng rời khỏi đây trầm tường giơ ngón tay cái lên tiếng phụ thân tiểu thúc tới đúng lúc lắm hắc hắc bình thường hào quang đều bị tiểu tử con chiếm hôm nay cho con xem ta cũng không phải kém cạnh giờ khùng hung ác quát lớn người trầm ra vừa hay một mẻ lưới tóm gọn hết. Võ giả hai bên gia tộc lười nói nhảm, trực tiếp lao vào nhau chém giết. Trầm Phúc Vinh giận đến cả người run rẩy, một đám run rế, hôm nay để cho các ngươi biết quy tắc của chân võ giới. Trầm Tường từ trên cao nhìn xuống, "Ê, vị Trầm thúc tổ này, quy tắc của chân võ giới, ta muốn xem xem." Dứt lời, Trầm Tường xoay người phóng đi. Trầm Phúc Vinh điên tiết đuổi theo, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đừng hòng chạy. nỗ Lang chảo, trầm phúc vinh tựa như một cái dã thú hình người lao đến tấn công trầm tường kim cang trướng trầm tường dựng lên một tầng phòng hộ trước người vô số chân khí cùng bạo tấn công tới đụng vào bức tường khí cương vô hình trước người trầm tường hai cỗ chân khí uy lực tương đương va chạm nhất thời vang lên tiếng nổ lớn kinh thiên trầm phúc vinh điên tiết gầm lên đợi ta phá nát màn trướng này sẽ moi tim gan của ngươi ra hết trầm tường nghĩ bụng cửu trọng cảnh khác hoàn toàn so với nắm vững thú hóa và bát trọng cảnh nếu dùng thú hóa chống cự e là mình không thể chiếm ưu thế trầm phúc vinh ngưng tụ lực lượng vào cự trảo một chiêu đem khí cương vô hình của trầm tường xé mở đáng tiếc thiên phú của ngươi xuất sắc nhưng ai bảo ngươi tự tìm đường chết chứ trầm tường quyết định liều mạng chân khí ngũ hành khắp toàn thân chắc cũng đủ duy trì ba trưởng trong ba trưởng bắt buộc phải giải quyết hắn trầm phúc vinh hung ác lao đến trước mắt trầm tường chết đi thứ rác rưởi bạch hổ thần quyền nắm đấm của trầm tường như cự sơn vạn trượng va chạm cùng trầm phúc vinh nhất thời bùng nổ ra một đạo hổ khiếu trùng thiên Sóng khí dâng lên giống như bao phủ bốn phía, đem Trầm Phúc Vinh đánh văng xuống bên dưới. Ăn phải thiệt thòi trong tay Trầm Tường, Trầm Phúc Vinh khó tin kinh hô, đây là công pháp gì? Một quyền không đủ, thì thêm quyền nữa. Trầm Tường từ một phía tiếp tục lao về phía Trầm Phúc Vinh. Ngươi muốn làm gì, ta là người của chân võ môn, nếu ngươi. Trầm Phúc Vinh thấy Trầm Tường đang đằng sát khí lao tới, nhất thời bị dọa sợ, hiện tại khí tức tử vong áp tới, làm lão ta không thể không tiếp nhận một cái sự thật, Trầm Tường mạnh hơn lão Trầm Tường lạnh giọng, một đệ tử ngoại môn, ngay cả chân võ cảnh cũng không thể đột phá, lại vọng tưởng mình là chủ của phàm võ giới. Lúc cậy thế hiếp người, có từng nghĩ tới ngày này không? Không, ngươi không thể. Chết đi." Trầm Tường quát lớn, một quyền đem nửa người Trầm Phúc Vinh đánh nổ. Sau khi diệt sát Trầm Phúc Vinh, Trầm Tường thầm hô, "Tiêu rồi." Chân khí hoàn toàn cạn kiệt rồi. Phát hiện bộ dáng suy yếu của Trầm Tường, dư khung mắt lóe lên sắc khí, "Cơ hội. Cơ hội giết chết tên quái vật này tới rồi." chết cho ta trầm tường dược hùng gầm lên một tiếng lao về phía trầm tường ngay khi lưỡi kiếm sắp đâm lên người trầm tường dị biến phát sinh hư ảnh thanh long bất ngờ từ trên người trầm tường xuất hiện đem dược hùng đánh bay trầm tường gần người xảy ra chuyện gì vậy tô mị giao phấn khích cười nói ha ha đây là uy lực huyết thống mà long võ mang tới muốn đánh lén ta tô mị giao giải thích đối với loại cảnh giới này còn lâu mới hiệu quả dược hùng sắc mặt trắng bệt đối diện với tử vong trước mắt lão ta bất chấp mặt mũi van xin trầm tường tha mạng sau khi đám người dược hùng bị trầm tường tiêu tư diệt tại chỗ trầm thiên hổ dẫn theo cao tầng trầm ra đuổi đến lãnh địa dược gia phía trước là chỗ ở của dược gia chúng ta vào tấn công phát hiện có địch nhân tiến đánh võ giả dược gia vội vàng lao ra chặn lại người dược gia giơ tay chịu trói đi trầm tường từ thiên không lao xuống trầm phúc vinh còn có tộc trưởng dược hùng của các ngươi đều đã bị ta đánh bại rồi muốn sống thì thành thật đầu hàng trầm phúc vinh đó chính là cửu trọng cảnh phàm võ giới cũng bại rồi không đánh nữa ta cũng không đánh nữa hiện tại dược ra như rắn mất đầu đám võ giả sợ chết vội buông vũ khí đầu hàng ta cũng không đánh nữa trầm thiên hổ hừ lên một tiếng mắng hừ một đám phế vật trầm tường phất tay một chiêu đem toàn bộ khối kiến trúc của dược ra đánh đổ giờ khắc này đang dược thế gia đứng ngạo nghễ ở nam võ quốc nhiều năm trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị sập đổ hoàn toàn hơn nữa đây đều là do bọn họ ngu ngốc tự tìm làm người ta khó có thể tin tưởng nhất chính là tạo thành trọng thương to lớn với dược gia là một thiếu niên mới 16 tuổi nhìn đống đổ nát trước mắt trầm tường nhàn nhạt, nhạt mở miệng từ hôm nay trở đi dược gia đã trở thành quá khứ người dược gia không được phép bước vào vương thành nửa bước trầm thiên hổ hạ lệnh cho người trong tộc đi thôi chuẩn bị xây nhà mới của trầm gia chúng ta ở đây tộc nhân trầm gia phấn khích hoan hô trầm tường trầm tường thời gian trên kênh ngày mới vlog trôi nhanh nháy mắt đã là một tháng sau sự kiện dược gia bị trầm gia đánh đổ suốt một tháng này trầm tường không hề lười biếng hắn ngồi xếp bằng ở trên giường tiến hành tiềm tu sau khi nội thị cơ thể trầm tường mỉm cười lẩm bẩm ta cảm thấy chân khí trong cơ thể đang mạnh hơn có lẽ sắp thăng cấp rồi mị giao tỷ theo tỷ thấy bây giờ ta có thích hợp với cửu trọng cảnh không không nghe tiếng hồi đáp trầm tường quay sang thấy mị giao đang nhiệt tình ăn bánh điểm tâm trên bàn bánh phục linh thơm ngon béo ngậy bánh mứt táo mềm lâu lắm rồi ta chưa được ăn những thứ này mị giao tỷ yên tâm ăn đi thực lực trầm gia càng ngày càng ổn định đừng nói nam võ quốc toàn bộ đầu bếp bánh ngọt khắp đại lục ta đều sẽ mời đến cho tỷ đến lúc đó tỷ ăn béo rồi thì đừng trách ta đấy trầm tường trong khi nói chuyện tay hướng một miếng bánh cầm tới tô mị giao nhanh tay đem tay trầm tường chặn lại nàng ta ôm mấy dĩa bánh ngọt trong lòng ánh mắt nguy hiểm nhìn trầm tường trầm tường cười khổ nói được 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 đều là của tỷ ta không ăn bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói gấp gáp xảy xảy ra chuyện rồi thiếu ra sao vậy một cái tộc nhân vội báo cho trầm tường trầm hàn phàm lão ra bị trọng thương rồi trầm tường nghe tin vội chạy đến chủ điện tiểu thúc thúc bị làm sao vậy trầm lộc tông một bên bận rộn cứu chữa một bên nói thương thế nghiêm trọng trước mắt không nguy hiểm tính mạng chỉ có điều cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian trầm thiên hổ thuật lại trên đường vận chuyển hàng hóa gặp phải cướp đối phương sớm đã bố trí mai phục đội xe ngựa trầm ra suýt nữa bị tiêu diệt hết hàn phàm thúc đã dùng hết toàn lực mới thoát được một con đường sống Trầm Tường mắt lóe lên sát khí, nam võ quốc trước mắt, rốt cuộc là người nào dám ra tay với người trầm gia. Trầm Thiên Hổ suy đoán, chẳng lẽ là nguyên lão của Dược gia trong môn phái võ đạo. Trầm Lộc Tông lắc đầu, cũng chưa chắc, nếu như là bọn họ thì chưa chắc Trầm Hàn Phàm đã thoát được. Môn phái võ đạo sẽ càng không giấu giếm, ngoài môn phái võ đạo. Vậy cho dù là ai, đều là đối phương tự chuốc rắc rối. Trầm Tường tự tin tuyên bố, bây giờ đối đầu với cửu trọng cảnh như Trầm Phúc Vinh, hắn e là sẽ không chịu nổi một chiêu của ta. Trầm Tường quyết định đi điều tra sự việc. Trầm Thiên Hổ hiện tại biết được năng lực của Trầm Tường, không có ngăn cản nói, Hàn Phàm đệ bị mai phục ở núi Cửu Phân, nhi tử con cẩn thận chút. Trầm Tường dùng chu tước chân khí ngưng tụ hai cánh, đạp không lao như bay về phía núi Cửu Phân. Không mất bao lâu thời gian, Trầm Tường đáp xuống núi Cửu Phân. Quả nhiên không sai, có một luồng chân khí bao quanh từ khi mình bước vào núi, phải đuổi bao lâu nữa. Vạn tượng ma trảo, dị biến đột nhiên phát sinh, ngay khi Trầm Tường vừa xuất hiện liền chúng phải tập kích của địch nhân trầm tường hừ lên một tiếng quát điêu trùng tiểu kỹ hắn không chút khó khăn đánh tan đoàn công kích đánh tới trầm tường trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái hỏa cầu chu tước chân hỏa tống nam minh đừng tưởng rằng ta không biết là ngươi chiêu vừa rồi chắc là võ công ma đạo đúng không đường đường là thái tử nam võ quốc lại dính líu đến môn phái ma giáo không sợ truyền ra ngoài sẽ mất sạch mặt mũi hoàng thất các người sao tống nam minh lạnh giọng vậy thì ngươi phải còn sống mới truyền ra được không biết lượng sức quát lớn một tiếng trầm tường lao nhanh về phía tống nam minh ngay khi trầm tường định đem tống nam minh diệt sát hắn nhất thời cảm ứng được nguy hiểm ập đến khựng người lại ma khuyên thiên hạ một đạo nhân ảnh thân mặc áo choàng ngay khi vừa hiện thần liền đem trầm tường bước lui trầm tường phản ứng mau lẹ vội lui người ra sau khi thế mạnh quá ngươi là người nào kẻ mặc áo choàng không có nhiều lời phát động công kích vạn ma trói buộc trầm tường còn chưa kịp phản ứng cơ thể đã bị đối phương chế trụ. Tống Nam Minh cười lên đắc ý, ha 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 ha, trầm tường, quả nhiên ngươi trùng bẫy. Ngươi rõ ràng biết ta dụ ngươi tới đây, sao lại không liệu được sau lưng ta còn có bao nhiêu người chống lưng? Trầm tường răng nghiến chặt, đáng hận, thứ này rồi cuộc là gì? Người mặc áo choàng lạnh nhạt mở miệng, yên tâm đi tiểu tử, khóa vạn ma ngươi không thể mở ra được đâu. Người ra tay lúc nãy là ngươi, ngươi là thập trọng cảnh. Không sai, ta là cửu độc tử. Tống Nam Minh đắc ý cười nói, như này đã hiểu chưa cho dù trầm tướng ngươi có tu vi cửu trọng cảnh thì so với thập trọng cảnh còn kém xa ha 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 thứ ngu xuẩn đây chính là kết cục đắc tội thái tử đương triều tiền bối cửu độc tử mau giết hắn câm miệng cửu độc tử bất ngờ ra tay đem đầu của tống nam minh chặt đứt cửu độc tử ngươi tống nam minh hét thảm lên một tiếng hắn vậy mà thấy đầu và thân thể chia lìa mọi thứ diễn ra quá đỗi đột nhiên trầm tường còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy đầu lâu của tống nam minh rơi xuống trước mắt cửu độc tử ánh mắt chán ghét nhìn thi thể không đầu của tống nam minh để ngươi làm mồi nhử thì làm mồi nhử chỉ huy lão tử làm việc thì tính là thứ gì yên tâm cửu độc tử bước đến trước mặt trầm tường ngươi còn có ích ta sẽ không giết ngươi đâu trầm tường hỏi dò ngươi không phải một hội với tống nam minh rốt cuộc ngươi muốn làm gì hắn chẳng qua chỉ là một con kiến dụ ngươi ra mà thôi vốn dĩ ta cũng không muốn giết hắn nhưng vì quá ổn nên thuận tay giết còn về ngươi ta sẽ đem ngươi về bạch độc môn trầm tường nghĩ bụng có thiên phú quả nhiên cử độc tử nhìn trầm tường nói có thiên phú và thể chất đặc biệt như vậy các trưởng lão nhất định sẽ thích món quà này trầm tường răng nghiến chặt gầm lên chân khí ngũ hành dung hợp cử độc tử ngần người vạn ma tỏa của hắn thế mà bị trầm tường giật đứt ngươi tưởng dựa vào thứ sắt vụn này có thể khóa được ta ư đừng dễ dụ nữa khóa vạn ma chính là pháp bảo chân võ cảnh cho dù là ta cũng không chắc có thể thoát ra được ngươi thoát được vạn ma tỏa lạc bộ tàng đao trầm tường lui người ra sau né tránh công kích đánh tới của cửu độc tử trầm tường nhún người phóng lên nhằm phía cửu độc tử đánh xuống bạch hổ bạo sát quyền cửu độc tử chật vật né tránh ngươi lại còn có công pháp thần bí mạnh như vậy cửu độc minh đao nổ đủ loại ám khí đồng thời từ bốn phương tám hướng bay về phía trầm tường đáng ghét độc vụ lan tràn trầm tường vội dùng tay bịt chặt miệng mũi lại trước khi giao ngươi vào tay các trưởng lão đem công pháp và linh đan tuyệt dược của ngươi giao ra đây. Muốn thì tự mình lấy đi. Cửu độc tử vốn cho là Trầm Tường đã bị trọng thương, còn chúng kịch độc, nhưng lại không nghĩ rằng, Trầm Tường đột nhiên từ mặt đất trồi lên, giống như tia chớp đánh tới Cửu độc tử. Tay phải của Trầm Tường hóa thành vuốt rồng, đầu ngón tay sắc bén do Thanh Long cương khí ngưng tụ mà thành, sắc bén đến không gì không xuyên thủng. Sức cùng lực tận, dựa vào chân khí còn lại của ngươi hiện giờ còn có sức làm tổn thương gân cốt ta sao? Cửu độc tử căn bản không phòng ngự được, chỉ có thể nhanh chóng điều động chân khí thận lực giảm thiểu thương tổn. Trầm Tường môi nhếch lên cười, quả thực không có. Nhưng nó có, thôn phệ ma công. Trong lòng Trầm Tường hò hét, vận chuyển ma công khủng bố mà Bạch U U truyền cho hắn, cắn nút chân khí phàm võ cảnh tầng 10 của Cửu độc tử. Cửu độc tử khiếp đảm gào lên, ngươi đã làm gì với ta? Cửu độc tử hoảng hốt, gã có thể cảm nhận được chân khí của mình giống như từ trong vết thương trào ra. Cửu độc tử cảm xúc đan xen, kinh hoàng, phẫn nộ, tuyệt vọng, đó chính là chân khí. Ta đã tu luyện hàng trăm năm, ta phải giết chết ngươi trầm tường cười lạnh đáng tiếc ngươi không làm được nữa sau khi hút cạn chân khí của cửu độc tử trầm tường một quyền đem hắn đánh nổ không để lại vết tích hỏa diễm bắt đầu đem đám độc khí bao vây xung quanh trầm tường thiêu đốt phải mất một phen công phu trầm tường mới có thể xua đuổi độc khí xung quanh trầm tường sức lực cả người tiêu thất cảm thán thập trọng cảnh quả nhiên không đơn giản bạch u u đỡ lấy cơ thể vô lực của trầm tường sớm đã chìm vào hôn mê bực bội mắng lại đang làm loạn đã nói nếu nuốt chửng người mạnh hơn mình rất nhiều rất dễ bị nổ tung mà chết mà tô mị giao đứng bên cạnh nói đỡ được rồi sư tỷ kết quả vẫn luôn tốt mà không phải sao tỷ cũng muốn tiểu đệ đệ chết như vậy mà bạch u u chừng mắt quát ngây ra làm gì còn không đến giúp một tay chợt để mắt đến xương cốt còn sót lại của cửu độc tử tô mị giao hô lên sư tỷ tỷ nhìn xem đây là gì nhặt thứ dưới đất lên tô mị giao không nhịn được nói truyền thừa châu chìa khóa bí bảo tiểu tử này đúng là nhặt được bảo bối rồi chẳng biết hôn mê bao lâu trầm tường bị đánh thức bởi mùi thức ăn tiểu tử thối thấy ngươi ngủ ngon quá ta và sư tỷ luôn thấp tha thấp thỏm canh giữ bên cạnh sợ ngươi sau khi nuốt chân khí của tên cửu tử gì đấy kinh mạch chảy ngược trầm tường mặt đen lại nói tỷ rõ ràng đang há to miệng ăn thịt bạch u u liếc nhìn trầm tường nói coi như ngươi vận khí tốt lúc nãy trên người hai người kia để lại không ít bảo bối trong khi nói chuyện nàng ta trao lại cho trầm tường một cái túi nhỏ bên trong có bí tịch long vũ và võ hồn mang theo bên ngoài đều có ích cho ngươi về sau trầm tường lấy ra một viên châu tò mò hỏi u u tỷ đây là gì bạch u u giảng giải cái này gọi là truyền thừa châu một số môn phái sẽ đem bí thuật công pháp đặt vào bên trong ngươi đưa thần thức vào là có thể đọc được trầm tường không nhịn được lập tức làm theo thì ra là bảo điện luyện khí tuy chưa chắc chắn dùng được nhưng chắc là đồ tốt tô mị giao chợt nói ngoài những thứ này thì sao có cái gì liên quan đến bí bảo chi địa hay không trầm tường lắc đầu bí bảo hình như không có Mị giao tỷ tại sao lại hỏi cái này? Nè, ngươi nhìn cái này. Theo kinh nghiệm của ta, nó rất có khả năng là chìa khóa bí bảo. Trong khi nói chuyện, tô mị giao tay chỉ lên khe ngực hút hồn người khác của mình, một cái chìa khóa nhỏ lấp ló bên trong. Nhưng nếu không biết bí bảo ở đâu, thì chẳng phải uống phí sao. Trầm tường đầu đổ đầy mồ hôi, nhị không được nói, vậy mị giao tỷ, tại sao tỷ lại treo nó ở đấy? Mị giao nháy mắt tinh nghịch giải thích, nhìn nó rất đẹp mà, hơn nữa bình thường ta ở trong nhẫn, cũng không sợ người khác biết có bảo bối này. Bí bảo chi điện từ trước đến giờ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, coi như nó không tồn tại đi, Bạch U u nhạt nhạt nói ra. Trầm Tường chợt chú ý đến túi da thú hắn vừa vứt xuống đất, nghi ngờ hỏi, Mị Dao tỷ, túi da thú này là của cửu độc tử sao? Đúng vậy, sao thế? Mị Dao tỷ nhìn xem, hình vẽ ở đây có phải là bản đồ không? Trầm Tường đem túi da thú tháo ra, lộn lại mặt trong nói. Tô Mị Dao phấn khích hô lên, được đấy tiểu tử ba người trầm tường dựa theo bản đồ tìm đến một mảnh núi non trùng điệp gần như tách biệt với ngoại giới trầm tường cảm thán quả nhiên là bí bảo chi địa nhìn đám linh dược quả thực mọc bừa bãi xung quanh tô mị giao cười tươi nói thiên linh quả thiên văn quả có mấy chục tử linh quả có mấy trăm thứ này đủ để ngươi sử dụng một trận rồi ngoài những thứ này ra linh khí nơi này cũng vô cùng dồi dào cực kỳ có lợi cho việc ngươi hấp thụ chân khí được vậy ta gửi thư cho phụ thân ngay ở đây tu luyện một thời gian rồi trở về trầm tường có chút xấu hổ gãi đầu nói đúng rồi hai vị tỷ tỷ tiểu đệ còn có thỉnh cầu quá đáng dù gì cũng có một vài chuyện ta không tiện làm một mình tô mị giao trêu chọc tiểu đệ đệ bây giờ muốn bước vào thế giới của người lớn hả không được đâu nha trầm tường vội nói ta muốn trong thời gian tu luyện mong các tỷ giúp ta hái hết linh dược ở đây xuống nghe được lời trầm tường vừa nói tô mị giao mặt sầm xuống hái hái linh dược tên tiểu tử thối đáng ghét kia vậy mà lại bắt mỹ nhân như nàng làm chân sai vặt cho hắn Trầm Tường cứ vậy tu luyện tại Bí Bảo Chi Địa được một tuần. Tô Mị Giao liên tục mắng, Trầm Tường thối, đúng là không phải nam nhân. Nữ nhân đều là để thương yêu, vậy mà hắn lại để hai đại mỹ nữ chúng ta xuống đất làm việc. Một chốt là đây còn có nửa ngọn núi, chúng ta phải hái đến khi nào? Trầm Tường buông lời dụ dỗ, vậy sau khi ra ngoài, bánh ngọt ở Ung Hòa Phường cho tỷ tỷ ăn thỏa thích, như thế nào? Tô Mị Giao vốn đang mắng chửi hăng say liền im lặng, lời hứa hẹn quả Trầm Tường quả thật khiến nàng động tâm bạch u u nhìn trầm tường khó tin nói cái này mới chưa đầy một tuần ngươi đã hấp thụ được chân khí cửu độc tử kia còn tiến vào cửu trọng cảnh trầm tường gật nhẹ đầu không sai hơn nữa ta đã ngưng tụ thành toàn bộ thú hình của chân khí tứ tượng có thể nắm được bốn loại thú hóa rồi hắn quyết định sau khi trở về trầm ra chào từ biệt mọi người sẽ lên đường đến thái võ môn ngày chia tay cũng đến trầm thiên hổ nhìn nhi tử nói thế giới phàm võ suy cho cùng quá nhỏ cũng đến lúc con đi ra ngoài lang bạt một phen rồi vậy con đi đây trầm tường phất tay chào tạm biệt mọi người tiểu tử đi đi mấy lão già bọn ta vẫn còn đủ sức gánh trầm ra trầm tường vận dụng chu tước chân khí thoáng cái đã biến mất ở phía chân trời trầm tường trên đường đi hưng phấn thét lớn thái võ môn còn có tiên tiên hãy đợi ta